Việt Nam là thị trường phát triển nhanh nhất của công ty Apple. Việt Nam, một trong những thành trì hiếm hoi còn lại của chủ nghĩa cộng sản, là thị trường hot nhất cho các sản phẩm của công ty Apple của Mỹ, một trong các biểu tượng lớn nhất thế giới của chủ nghĩa thị trường tự do và cũng tượng trưng cho lối sống của người phương Tây. Đó là lời mở đầu của một bài báo mang tên Việt Nam, thị trường hot nhất của Apple của tạp chí Fortune hôm 10 tháng 9. Tạp chí Fortune tường thuật rằng trong nửa năm đầu tiên của năm tài chính 2014, các thương vụ bán điện thoại Apple iPhone ở Việt Nam đã tăng gần gấp 3, cao hơn bất cứ thị trường nào khác trên thế giới. So sánh với Ấn Độ, thương vụ bán iPhone tăng 55% và Trung Quốc tăng 28% trong cùng kỳ. Lý do các sản phẩm của Apple chiếm vị thế áp đảo tại Việt Nam, theo bài báo, là do 3 yếu tố. Thứ nhất là thành phần dân số, thứ hai là văn hóa và thứ ba hệ thống phân phối. Dân số Việt Nam với thành phần trẻ tuổi đông đảo, yêu thích các sản phẩm công nghệ, đang dẫn đầu một cuộc cách mạng về sử dụng mạng Internet và điện thoại thông minh. Các sản phẩm này, ngoài những tiện dụng của nó, còn được coi là biểu tượng cho thấy địa vị xã hội của người sở hữu. Cho nên, giới tiêu thụ trẻ tuổi không ngần ngại chi ra 2 tháng lương để sắm chiếc iPhone của Apple. Báo Thanh Niên tường trình rằng, chỉ vài ngày sau khi Apple ra mắt chiếc iPhone mới nhất ở Hoa Kỳ, các cửa hàng ở Việt Nam đã nhận được đơn đặt hàng của hàng ngàn người để mua phiên bản mới nhất sẽ xuất hiện tại Việt Nam sớm nhất là vào cuối tháng này. Khách tiêu thụ phải đặt cọc ít nhất 1 triệu đồng, tương đương với 47 đô la, và chờ cho tới ít nhất ngày 19 tháng 9 khi chiếc iPhone phiên bản quốc tế xuất hiện trên thị trường Hồng Kông. Giá bán dự kiến sẽ vào khoảng 944 đô la. So với thu nhập tính trên đầu người của Việt Nam là 1.890 đô la trong năm 2013.